thời kỳ tự chủ, khúc thừa dụ chữ Hán, quy trang yêu 830 đến 907, được suy tôn là khúc tiên chủ, là tiết độ sứ người bản địa đầu tiên của tỉnh Hải quân, đồng thời là người đặt cơ sở cho nền độc lập của dân tộc Việt sau hơn 1.000 năm thuộc Trung Quốc. Khúc thừa dụ quê ở Hồng Châu thuộc địa hạt Bàng Giang, Ninh Giang cũ ở Hải Dương mấy đời là hào tộc mạnh, tính khoan hòa, hay thương người, cho nên có nhiều người kính phục. Nước Việt thời bấy giờ bị chính quyền nhà đường Trung Quốc đô hộ, Năm kỷ Mão, 679, vua Cao Tông nhà Đường chia đất giao châu ra làm 12 châu, 59 huyện và đặt An Nam đô hộ phủ. Năm Đinh Mão 907, nhà Đường mất ngôi, nhà Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu tranh nhau làm vua. Mỗi nhà được mấy năm, gồm tất cả là 52 năm, gọi là đời Ngũ Quý hay là Ngũ Đại. Trước khi nhà Đường sắp mất ngôi độ mấy năm thì bên Trung Quốc loạn, giặc cướp nổi lên khắp cả mọi nơi. Uy quyền nhà vua không ra đến bên ngoài, thế lực ai mạnh thì người ấy xưng đế, xưng vương. Ở nước Việt, lúc bấy giờ có một người họ khúc tên là Thừa Dụ, quê ở Hồng Châu thuộc địa hạt Bàng Giang và Ninh Giang ở Hải Dương. Khúc Thừa Dụ vốn là một người hào phú trong xứ, mà tính lại khoan hòa, hay thương người, cho nên có nhiều người kính phục. Năm Bính Dần 906 đời vua Chiêu Tuyên, nhà đường rơi vào tay quyền thần Chu Ôn, các thế lực cắt cứ nổi lên đánh giết lẫn nhau, tạo ra thế chia cắt năm đời 10 nước ngũ đại thập quốc. Năm 905, ở tính hải quân tên gọi Việt Nam lúc đó tiết độ sứ độc cô tổn mới sang đã rất độc ác mất lòng người, bị gọi là ngục thượng thư, thượng thư ác. Tổn lại không cùng phe với Chu Ôn nên chỉ vài tháng lại bị Chu Ôn rời tiếp ra đảo Hải Nam và giết chết. Tính hải quân do đó không có người cai quản. Khúc thừa dụ, khi đó là hào trưởng Chu Diên, được dân chúng ủng hộ, đã tiến ra chiếm đóng phủ thành Đại La Tống Bình Cũ Hà Nội tự xưng là tiết độ sứ cai trị Giao Châu. Nhà đường lúc bấy giờ suy nhược, Thế không ngăn cấm được, nên thuận cho ông làm tỉnh Hải Tiết Độ Sứ và ra phong đồng bình chương sự. Khúc thừa dụ dựng đô ở La Thành, làm cho dân yên, nước trị. Ông khéo léo dùng danh nghĩa, xin mệnh nhà đường, buộc triều đình nhà đường phải công nhận chính quyền của ông. Ngày 7 tháng 2 năm 906, vua đường phong thêm cho tỉnh Hải quân Tiết Độ Sứ khúc thừa dụ tước, đồng bình chương sự. Từ đó, họ khúc chính thức nắm quyền trị vì Việt Nam đầu thế kỷ 10, mở đầu cho thời kỳ độc lập tự chủ của Việt Nam sau hơn 1.000 năm bắc thuộc họ khúc truyền nối làm trước tiết độ sứ gồm ba đời, khúc thừa dụ, khúc hảo, khúc thừa Mỹ, chỉ vì từ năm 905 tới năm 923 hoặc 930. Ngày 23 tháng 7 năm 907, khúc thừa dụ mất, khúc hảo lên kế vị. Dù ông không xưng vương xưng đế, nhưng sử gia Lê Tung viết trong sách Việt giám thông khảo tổng luận gọi khúc thừa dụ là khúc tiên chúa. Khúc hảo đã có những cố gắng đầu tiên nhằm xây dựng chính quyền độc lập, thống nhất từ trung ương đến xã. Cuối năm 917 khi khúc thừa Mỹ trở về thì khúc hảo mất khúc thừa Mỹ lên thay cha làm tiết độ sứ tính hải quân. Ông không tiếp tục chính sách, khoan thứ sức dân, mà khúc hào đã áp dụng. Nhân dân tại tính hải quân phải lao dịch nặng nề, do đó sự ủng hộ với họ khúc không còn được như trước. Khúc thừa Mỹ chủ trương kết thân với nhà hậu lương ở Trung Nguyên mà gây hấn với nước Nam Hán liền kể. Năm 919, ông sai sứ sang Biển Kinh xin tiết Việt của nhà hậu lương. Vua lương là mạt đế chu hữu trinh bấy giờ bận đối phó với các nước lớn ở Trung Nguyên nên ban tiết Việt cho khúc thừa Mỹ và phong ông làm tiết độ sứ Giao Châu được sự hậu thuẫn của hậu lương, thừa Mỹ chủ quan cho rằng uy thế của nhà lương rộng lớn ở Trung Nguyên có thể kiềm chế được Nam Hán nhỏ hơn ở Quảng Châu. Ông công khai gọi nước Nam Hán là Ngụy Đình, triều đình tiếm môi, không chính thống. Chính sách đối ngoại đó của khúc thừa Mỹ khiến vua Nam Hán tức giận và quyết định sai lý khắc chính cầm quân sang đánh chiếm tĩnh hải quân. Do mất sự ủng hộ của nhân dân trong nước, nhà hậu lương thừa nhận ông cũng sắp bị diệt vong lại ở quá xa càng không thể hỗ trợ được gì, khúc thừa Mỹ đơn độc và bị thua trận. Ông bị quân Nam Hán bắt đưa về phiên ngung vua hán cử lý tiến làm thứ sử giao châu